trạng hạnh thông tây. Tiểu đêm Tết rất là vui và con bán rất là nhiều. Bán nhiều đến nổ mà con mang hốt luôn. Đi ăn các món miền Trung. Quán này thì đầu chợ rất là nổi tiếng, đồ ăn thì ngon nhưng mà rẻ. Sau khi ăn xong thì đi vòng vòng rồi ghé đây ăn kem rồi đi karaoke. Chủ yếu là cho ca sĩ lần đầu tiên mới nổi, ca sĩ Nhí hát nhạc xuân mai. Dàn ekip vỗ tay rất là sung. Mình vô mình chủ yếu mình ăn thôi. Ngày hôm sau thì uống trà sữa. Trà này cái ly thì đẹp giống trống đồng vậy đó. Uống cũng được. Trang trí mấy ngày Tết. Đường đi về quận 4. Cảnh lúc chiều tà, xe đông đúc. Đèn đường bắt đầu lên, nhìn cũng đẹp. Ý kiến thì mờ quá muốn quay nhưng mà thật sự là không được rõ. Quán bún đậu mắm tôm nổi tiếng. Cô đi ăn lần cho biết. Cái menu nhìn nó cũng đẹp. Được cái hôm nay vắng khách. Nước uống giai đoạn tráng miệng ở đây rất là ngon. Nơi này ngày xưa tổ chức các hội chợ để trang trí đường đi bộ cho nên là bà con tập trung rất là đông. Đi bộ vô khu trung tâm Sài Gòn Center. Chuẩn bị đi ăn nữa. Đại sảnh trang trí theo kiểu phố cổ Hội An để chụp hình. Đồ ăn theo kiểu Nhật rất là ngon. Xương sáo sữa nhìn thì ngon nhưng ăn thì cũng được, không đến nỗi. Mochi năm con heo. Sau đó mình đi bộ qua đường trà sữa. Tất cả những chỗ này ở trung tâm quận nhất. Lối đi xuyên qua để đến phố đi bộ. Nơi này diễn ra đường hoa vào dịp lễ Tết. Hôm nay là ngày thường thì đường nó vẫn còn vắng. Đây chỉ toàn đi bộ. Tòa nhà này rất là đẹp. Có sân khấu chính ở giữa. Chiếu
trực tiếp đá banh. Và một cái quán ăn đi dạo thôi là chính, chứ thật sự rất là no. Cuối cùng thì cả nhóm quyết định không mua gì cả và đi ra. Bingsu, một trong những món ăn mới nổi, dưa gan trộn với lại sữa. Thấy to vậy nhưng mà hai người ăn một phần, ăn ngon nhưng không no. Sẵn tiện ngồi ngắm luôn cảnh đêm. Ngày hôm sau thì tới một quán ăn Hoàng Ti, có một sưu tập xe mô tô. Bánh canh cua đặc biệt ở đây rất là ngon. Ai đến đây nên kêu thử một phần bánh canh cua. Kịch Quỷ Linh Nhi Sài Gòn, sân khấu Phú Sang. Nhưng vì người ta cấm quay phim, Viva Star Coffee rất ngon và nhìn đẹp mắt. Gogi House, quán ngon Hàn Quốc ở trung tâm mua sắm Aeon Mall, Bình Tân,